Tình hình cháy nổ ngày càng có diễn biến phức tạp, tuy nhiên, công tác phòng cháy chữa cháy hiện nay được cho là còn nhiều bất cập. Tốc độ đô thị hóa diễn ra nhanh, kéo theo đó là số lượng người dân tập trung tại các khu vực đô thị trở nên đông đúc, không gian chật hẹp khiến phương tiện chữa cháy cơ giới khó tiếp cận. Trong khi đó, hệ thống cảnh báo chữa cháy cứu nạn tại các khu dân cư, khu đô thị, đặc biệt là các đô thị xây dựng về trước còn yếu kém. Tổng kết từ thực tiễn cháy nổ trong nhiều năm qua cho thấy, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến cháy nổ là do ý thức chủ quan của người dân, chiếm khoảng 50% số vụ cháy nổ xảy ra tại nhà dân. Một bất cập khác cản trở cho công tác phòng cháy chữa cháy đó là việc quy hoạch hệ thống cấp nước, đường ống và trụ nước phục vụ cho việc lấy nước khi xảy ra hỏa hoạn tại nhiều đô thị, thành phố vẫn chưa đảm bảo. Nhiều giải pháp đã được đưa ra nhằm khắc phục những hạn chế trong công tác phòng cháy chữa cháy ở đô thị Việt Nam. Trong đó, việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức cho người dân về phòng cháy chữa cháy, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm toán an toàn phòng cháy chữa cháy được coi là những giải pháp trọng tâm.